Chủng như này nè, xong rồi cứ ra đó, mà cái này nó công khai mà à. Người ôm nhau à, thì tay thì đứng không ôm hôn là bình thường à. Bái tổ đúng, người nào cũng thành tụ mới trở về được, chứ không thành tụ thì đi luôn. Tàu chằng chịt luôn. Không phải đâu chị, tùy tỉnh chị. Hồi nãy mình nói chạy vô, giờ nói chạy ra là chứ không phải giờ ở Pháp vậy hả? Lớn quá ha. Ăn uống nghỉ ngơi chút xíu rồi đi ra chơi vui rồi. Thì anh nói về tối. Trời ơi, phố đẹp lắm em. Cái đang trùng tu rồi.